Như vậy là đã bước sang ngày thứ tư của đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển kéo dài 10 ngày của mùa tuyển sinh 2019. Thời điểm này có nhiều thí sinh vẫn đang tính toán để có được quyết định cuối cùng trước khi điều chỉnh, bởi thí sinh chỉ có một cơ hội duy nhất. Trong khi đó, nhiều thí sinh đạt điểm cao từ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã chắc suất vào đại học, nhiều em đã sẵn sàng để nhập học. Vũ Thùy Dương, học sinh chuyên Trung học phổ thông trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt 27,4 điểm khối A trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua. Với điểm số này, Dương có thể tự tin đăng ký vào nhiều trường đại học top đầu. Tuy nhiên, em đã lựa chọn ngành công nghệ vật liệu để tiếp tục với đam mê và phù hợp với môn chuyên em học là vật lý. Trường Phenica là trường mới, em đã thấy là đã được đầu tư là cơ sở vật chất rất là nhiều và trường có tới 13 ngành đào tạo với 4 viện nghiên cứu, mà em thì lại rất muốn theo con đường nghiên cứu khoa học ấy ạ. Thế nên là em đã chọn đây là điểm dừng chân cho mình trường đại học của em. Em được 25,85 trong điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, chọn học khóa kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Thùy Dương và Tuấn Kiệt là hai trong số hơn 120 em đạt điểm cao được tuyển thẳng vào trường Đại học Phenica. Cụ thể, với số điểm trên 24 điểm từ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, các thí sinh xuất sắc này được tặng học bổng trị giá 100% học phí toàn khóa học. Trường cũng trao tặng mỗi bạn một máy tính xách tay để hỗ trợ việc học. Trường không đặt bài toán về kinh doanh ở đây. Chúng tôi cũng không đặt cái bài toán là có lỗ lãi trong cái việc tuyển sinh, mà chúng tôi thực sự mong muốn xây dựng được một trường đại học tốt. Sau ngày 8 tháng 8 tới, các trường đại học sẽ công bố điểm trúng tuyển. Tuy nhiên, trong bối cảnh tuyển sinh đại học ngày càng trở nên khó khăn, nhiều trường đại học sẵn sàng hạ điểm sàn hay tìm mọi cách để vơ vét thí sinh, thì chính những tiêu chính dễ dãi sẽ càng khiến ít thí sinh lựa chọn.